kỳ khi tham gia một cái cuộc chơi nào, cả kể chạy bộ, cả kể đạp xe, cả kể bơi hoặc là full ba môn, mình cần phải tìm hiểu luật của họ thì mình mới có thể mà hoàn thành và chiến thắng được. Tại vì là nếu như mình không tìm hiểu thì mình chỉ cần lỡ tầm khoảng 2 đến 3 phút thôi là mình có thể bị loại khỏi cuộc chơi bất cứ lúc nào. Mà trước đó mình đã dành cả một năm trời để mình tập luyện, nhưng mà nếu mà mình bị bỏ lỡ mà không hiểu luật mà bị mất tầm khoảng 2 3 phút đấy là thôi, coi như là mình xong cả một hành trình mình tập luyện, đúng không ạ? Cái trường phái của em thì hơi khác so với trường phái của anh Hiến vừa chia sẻ. Nếu em đã xác định vào một cuộc chơi nào đấy, và đặc biệt là cuộc thi Ironman là không phải một cuộc thi bình thường, mà cuộc thi dành cho những người mà thực sự quyết tâm. Mọi người thường thường chia sẻ với vui ấy là Ironman là một cuộc thi dành cho siêu nhân và không phải cuộc thi dành cho những người thường. Nếu như bạn xác định và dấn thân vào một cuộc thi mà có đẳng cấp và có một sự quyết tâm như vậy thì mình phải dành rất nhiều thời gian và rất nhiều công sức cho cái việc tập luyện. Như Thanh Bùi thì Thanh Bùi dành một năm, em dành một năm để cho việc tập luyện đấy. Và em cũng xuất thân từ một người rất là bánh bèo, và khi mà một năm như vậy cứ ròng rã, em cũng là người đi làm, người đi kinh doanh. Buổi ban ngày thì em đi làm kinh doanh, sau đó buổi tối về em mới dành mới mới tiết kiệm và tranh thủ thời gian để đi bơi, đi chạy, chứ em không có cũng cũng không phải là em có dành nhiều thời gian cả một ngày để mà tập luyện cả. Lúc trước em có nghe mọi người nói về là mọi người có thi team đúng không ạ? 34 người ở đây thì hiện tại có khoảng bao nhiêu anh chị thi team? Mọi người thi tim đâu khoảng một nửa thi tim như sao nhỉ thầy Một Thắng? nửa thi team. Thế nhưng Em một hỏi một nửa chút thôi. Cái này là em hỏi riêng tư thôi, tức là lý do vì sao mọi người lại chọn thi team. vì mọi người thực ra chưa hiểu gì đâu, lần đầu tiên thi thì cũng muốn là tập trung vào một môn thôi, thì mỗi người tập trung một môn Mỗi người thì tập trung có một niềm tin hơn. môn. Là đồng đội đúng không ạ? Cái Đúng này cũng rồi rất ạ. là hay. Ưu điểm là mình sẽ phân bổ được về về cái thế mạnh của mình, phân bổ về thời gian. Nhưng mà đây là cá nhân của em nhé, em chia sẻ với quan điểm cá nhân của em. Nếu như em được lựa chọn, em sẽ thi solo. Tại vì vì sao? Thứ nhất là chúng ta có tận năm sau, tháng 5 tháng chúng ta mới thi. Chúng ta có thời gian từ tháng 12 đến tận tháng 5 năm sau, cũng giống tương đương với khoảng thời gian của em. Thì tại sao cùng với khoảng một khoảng thời gian như vậy mà có những người họ thi solo mà mình lại không thi solo Ironman được? Cùng một khoảng thời gian tập luyện như thế, họ dành một cái huy chương dành riêng cho cá nhân của họ. Mà tại sao mình lại không dành được một cái huy chương dành riêng cho bản thân của mình, mà mình lại phải thi team? Thi team tức là chia bộ môn ra làm ba và mình chỉ thi một phần. Mọi người hãy hình dung này, cái lúc mà mọi người thi về ấy, mọi người đi đến cái đường cái vạch finish line ấy, thì người ta sẽ nói là you are Iron Man, tức là bạn là một Iron Man. Cái thời điểm mà mọi người finish qua vạch finish, vậy thì tại sao mọi người lại không hoàn lại không có một cái huy chương dành cho chính mình mà lại phải huy chương của team? Cuộc thi Iron Man không phải là cuộc thi dành cho đồng đội. Nó là cuộc thi dành cho sự bứt phá của bản thân mình. Everything is possible, tức là mọi thứ đều có thể thực hiện. Đấy là cá nhân của em ạ. Còn mọi người mà quyết định lựa chọn team thì vẫn rất là ok, tại vì tùy thuộc từng hoàn cảnh của mọi người. Em có thấy là những người lớn tuổi là thi Ironman không ạ? Bọn chị thì hơi bị hạn chế nhận thức ở chỗ đấy. Dạ, hiện tại thì trong năm 2019 cùng với đợt của em ấy thì là có một chị, là chị sinh chị đấy tầm hiện tại bây giờ chị hơn 50 tuổi rồi và chị vẫn chơi được. Hơn 50 Ôi tuyệt tuổi vời và quá, chị đấy tôi có động lực chơi rồi được. đấy. Và cùng cái năm thi của em cũng năm 2019 hình như là cũng có một bác người Nhật 70 tuổi, bác ấy thi Ironman. Bác Wow cũng finish solo. tuyệt Nên là vời thế. không vấn đề gì đâu ạ. Em muốn mọi người là phải có một cái kế hoạch tập rõ ràng. Ví dụ như là lúc nãy em có vào Zoom cũng khá sớm thì em thấy có chị Vân hay chị gì ạ, thì chị chia sẻ là hàng ngày chị tập tập đạp xe 20 km hàng ngày. Nhưng mà hình như em cảm nhận thấy thôi là cái việc mà tập đạp xe như thế mọi người nó không có một cái kế hoạch. Ironman không phải là việc tập luyện ngẫu nhiên. 20 km hàng ngày đạp đạp chơi chơi như thế là bình thường cũng đạp được, không phải là một người vận động viên thi Ironman. Mình phải xác định rõ cho mình là ok, ngày hôm nay mình có thể đạp 20 km, đạp khởi động nhẹ nhàng. Nhưng mà cái 20 km mấy mình đạp trong khoảng bao nhiêu giờ? Mình đạp trong khoảng tốc độ trung bình là khoảng bao nhiêu? Cây bao nhiêu? Thì ngày hôm sau mình mới tăng cái tốc độ lên, mình tăng cái cự ly lên. Thì cái việc tập luyện đấy nó mới có hiệu quả. Không thì cứ đều đều 20 ngày. Ô em hàng ngày em đạp 20 km rất là đều. Nhưng mà đều đấy nó có cái kết quả gì? Đúng không À, cảm Và ơn sau đó em. thì mọi người lên cái kế hoạch. Ví dụ dạ sau đó thì mọi người mới lên cái kế hoạch là ô ngày hôm nay 20 km rồi, cuối tuần phải bắt buộc phải đạp được một cự ly dài, phải đạp được tầm khoảng 40 50 km thì tuần sau nữa thì mình mới lên được.
Ví dụ đạp xe 90 km thì mọi người tối thiểu trong cái khoảng thời gian của mọi người phải đạp được 90 km trở lên thì lúc vào cuộc đua thì mọi người mới tự tin để mà hoàn thành được. Nếu như mà trong cái quá trình tập luyện đấy mà chỉ đạp được tầm trung bình tầm khoảng 50 cây là cao nhất thì thôi không phải nghĩ đến việc đi thi đâu. Đúng không ạ? Mình phải đặt cái mục tiêu của mình cao hơn so với cái cuộc thi của mình đấy ra thì lúc đấy tâm thái hoàn toàn mới có thể tự tin được. Em rất đồng ý với việc là anh Hiến á, anh có chia sẻ một cái là tâm thế của anh vào thi rất thoải mái, rất là vô tư. Cái đấy là một điều hoàn toàn chính xác. Tâm thế vô tư trước lúc vào đua là một điều quá chính xác, nhưng quá trình tập luyện phải khắt khe, phải nỗ lực. Thì cái lúc vào đua mình mới tự tin được. Chứ cái lúc tập luyện không tập được thì vào đua làm sao tự tin được. Đúng không ạ? Em có nghe anh Phúc anh có hỏi về cái đạp xe ấy. Thì em thấy anh hình như đang băn khoăn về cái vấn đề đạp xe nhất. Thì em cũng thấy là mọi người cũng có hỏi. Thì em thấy như này, cái phần đạp xe ấy là nó không khó đâu. Nhưng mà em chia sẻ là mọi người chỉ cần qua phần bơi thôi nhá, là mọi người ăn chắc thắng được tầm khoảng 60% rồi. Đạp xe và chạy bộ là một môn đua, là hai môn mà mọi người cứ cần bẫn về là được, chú ý thời gian. Nhưng mà sự cố lớn nhất đó là phần đạp xe, vì xe mình bị hỏng. Cái phần trăm bị hỏng xe rất ít, nhưng biết đâu nó lại vào mình, không ai nói trước được gì cả. Nên là mọi người cứ chuẩn bị sẵn cho em một cái bộ dụng cụ sửa xe, lốp, vỏ, bình CO2 có sẵn trong xe. Và team mình nên có những cái buổi tập luyện để tháo lắp dỡ bánh, tháo thay ruột vỏ như thế nào. Có nên tầm khoảng 2-3 buổi để mọi người tập, mọi người training cho nhau cái kỹ thuật thay bánh thay vỏ thì nó sẽ tốt hơn. Trước ngày đua thì ban tổ chức họ sẽ có quét đường, họ sẽ có làm sạch đường để cho hạn chế nhất những cái đinh hoặc là những cái gì đấy làm lủng xe của mình. Nhưng mà mình phải chuẩn bị hoàn toàn trước. Mình phải sẵn sàng trước trong trường hợp, luôn luôn tâm thế là sẵn sàng trong trường hợp xe của tôi bị lủng bánh, bị lủng vỏ thì làm thế nào. Phải luyện tập trước ạ, phải luyện tập xem là cái bình CO2 đấy mình sẽ bơm như thế nào. Tại vì bình đấy nếu bơm không cẩn thận thì nó sẽ bị bỏng tay. Mà bỏng tay rồi, đoạn đấy rồi thì thôi, đoạn sau thì người bị chấn thương thì mệt lắm. Với cả trong cái quá trình, nếu đã có cơ hội tập luyện nhé mọi người nhá, mọi người nên tập theo team, sau đó thì nên tập luyện luôn cả cái đoạn mà tiếp lấy nước ấy. Đạp xe 90 cây nó sẽ có những cái trạm tiếp nước, thì khi mà cái người tiếp nước họ đưa cho mình cái bình nước để mà mình lấy ấy, mình cầm, mình bắt xe, mình bắt nước xong mình đi tiếp, thì rất nhiều trường hợp đã bị ngã và bị sấp mặt ở cái đoạn tiếp nước ấy rồi, tại vì là bắt nước trượt, và bắt nước trượt thì mất lực và ngã ngay lập tức. Và em là một người bị ngã ngay lập tức ở cái đoạn tiếp nước đấy, vì em bắt nước trượt và mất lực và sau đó sấp mặt ngã xong thì em sõng soài ra đường. Em xong hỏi ra đường xong rồi thì chân chảy máu, thì xích bị lung, đau thực sự mọi người, là đau vô cùng, hoa mắt chóng mặt. Lúc đấy thì thực tế là không có ai giúp mình đâu, chỉ có mình giúp mình được mình thôi ạ. Mấy anh Việt Nam thì anh cứ phóng quang liên tục, còn mấy anh Tây thì bảo là cố lên. Thế sau mình dậy, mình định thần lại được, cảm giác nó không bị choáng nữa. Thế em dậy em lắp xích lên, xong đó em lại đi tiếp. Mà bị lúc mà bị ngã xe thì hai cái bình nước dự trữ trên xe của em nó lăn ra đường. Thế tầm khoảng 20-30 cây sau thì không có nước uống, thì cố phải chịu. Nên là mọi người nếu có điều kiện thì nên tập cho nhau. Cả nhà ơi giúp em giơ tay xong mình hỏi đơn phiên thứ tự thì nó sẽ ok hơn. Dạ. Chị Hoàng Anh sau đó thì đến chị Hoàng Anh hỏi xong rồi sẽ đến chị Yến nha. Dạ, mời chị Hoàng Anh. Dạ. Dạ, cảm ơn Thắng. Dạ Thanh Bùi ơi, cho Hoàng Anh hỏi á, là cái thời gian mình đạp xe và bơi thì tổng cộng là được 5 tiếng, và bơi thì dưới 1 tiếng, thì trong 80 km được cái 4 tiếng, thì Hoàng Anh thấy thời gian nó rất là thong thả để cho mình dừng ở trạm tiếp nước đó, Thanh. Hay là người ta có quy định là thời gian dừng nó tối đa, nãy Hoàng Anh có nghe là không quy định tối thiểu tối đa á, thì anh cảm thấy cái thời gian của nó là thoải mái để cho mình dừng mình lấy nước đúng không ạ? Lấy nước ở đoạn nào chị Hoàng Anh nhỉ? Đạp xe ạ. Lúc mình đang đạp xe á Thanh. À dạ vâng. Tức là ở mỗi cái trạm tiếp nước ấy thì họ hoàn toàn là mình, hoàn toàn chị nhá, hoàn toàn là mình có thể là mình dừng mình lấy nước, mình đồng thời mình nghỉ ngơi luôn. Nhưng mà nếu như mà em chia sẻ là mình khi mà mình vào một cuộc đua ấy, mình rất là máu chiến. Ai cũng vậy thôi, cả kể là những người có tính rất là hiền và hồ và
và nhẹ nhàng đi. Khi mà vào một cuộc đua rất là máu chiến, tiết kiệm được một chút thời gian nào là mình rất là hạnh phúc lúc đấy. Vì mọi người hoàn toàn có thể là dừng và mọi người lấy nước để tránh tối thiểu được cái việc mà ngã hoặc chấn thương khi mà mọi người bắt cái bình nước, người ta tiếp nước. Nhưng mà nếu như mà được lựa chọn thì em sẽ lựa chọn em là người bắt nước và em sẽ đi. Tại vì cuối cùng tổng thời gian cho cả ba môn, lúc mà cái kết quả của ban tổ chức họ show lên trên cái phần mềm ấy, là tổng thời gian mà mình đua cả ba môn, nên là cái thời gian đấy nó đảm bảo trong thời gian mình chiến thắng, hoàn thành cuộc đua là ok. Nhưng mà nếu được lựa chọn thì em muốn cái thời gian nó thành tích nó thật là tốt, mình hoàn toàn có thể nỗ lực để mình làm được kết quả nó luôn tốt hơn. Chị cảm ơn Thanh. Với lại chị coi clip ấy, chị thấy hình như cái thách thức ở đạp xe là mấy cái chỗ cua á,